Chiều nay, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân làm việc với Tòa án nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc. Trong năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác. Các đơn vị tòa án nhân dân hai cấp thành phố đều có tỷ lệ giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó án hình sự đạt tỷ lệ 99,8%, án dân sự đạt tỷ lệ 91,97%, án hành chính đạt tỷ lệ 84% không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Các vụ án thuộc diện ban thư vụ thành ủy, quân ủy, ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo, các vụ án dư luận xã hội quan tâm được đưa ra xét xử kịp thời, hình phạt áp dụng nghiêm minh, đảm bảo phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Số án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chiếm tỷ lệ thấp so với quy định. Công tác hòa giải được chú trọng, các công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác thi hành án và công tác cải cách tư pháp được tiếp tục thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về cải cách tư pháp. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu Tòa Nhân dân hai cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác tư pháp của các cấp, đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án và các nhiệm vụ khác của Tòa án Nhân dân theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, công khai các hoạt động của tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan tổ chức cá nhân liên hệ giải quyết công việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hòa giải đối thoại tại tòa án chủ động phối hợp có hiệu quả với các cơ quan có liên quan trong hoạt động điều tra truy tố xét xử công tác phòng chống vi phạm pháp luật nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần xây dựng thành phố an toàn văn minh thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố